Xin chào các con. Rất vui khi được gặp lại các con trong chương trình ôn tập kiến thức môn toán lớp 3 học kỳ 1. Ở tiết ôn tập trước, cô và các con đã cùng nhau ôn lại đặc điểm và cách tính chu vi của hình chữ nhật và hình vuông. Trong tiết ôn tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng ôn về hai nội dung sau, đó là gấp một số lên nhiều lần, giảm đi một số lần. Các con hãy tự chuẩn bị cho mình vở và bút để bắt đầu vào tiết học ngày hôm nay. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau ôn tập nội dung thứ nhất, gấp một số lên nhiều lần. Cô có ví dụ sau. Đoạn thẳng AB dài 2cm. Đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài mấy cm? Ở bài này, trước tiên chúng mình phải xác định được những dữ liệu đã cho để giải quyết yêu cầu của bài. Bài toán cho biết độ dài đoạn thẳng AB là 2 cm. Ta vẽ đoạn thẳng AB dài 2 cm. Vì độ dài đoạn thẳng CD dài gấp 3 lần độ dài đoạn thẳng AB nên ta vẽ độ dài đoạn thẳng CD gồm 3 phần bằng nhau, mỗi phần bằng độ dài đoạn thẳng AB và bằng 2 cm bài toán yêu cầu chúng ta tính độ dài đoạn thẳng cd chúng ta có sơ đồ như trên dựa vào sơ đồ các con hãy suy nghĩ và tìm xem cách tính độ dài đoạn thẳng cd như thế nào quan sát sơ đồ ta thấy cách tính độ dài đoạn thẳng cd như sau độ dài đoạn thẳng CD là 2 x 3 bằng 6 cm. Ta có cách tính này vì 2 ở đây là độ dài đoạn thẳng AB. 3 là số lần mà độ dài đoạn thẳng CD gấp độ dài đoạn thẳng AB từ phép tính độ dài đoạn thẳng cd nêu tên ta có cách tính muốn gấp một số lên nhiều lần như sau muốn gấp một số lên nhiều lần ta lấy số đó nhân với số lần các con hãy cùng nhẩm lại ghi nhớ về cách gấp một số lên nhiều lần trên chúng ta vừa cùng nhau ôn lại cách gấp một số lên nhiều lần bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau vận dụng kiến thức này vào giải quyết một số yêu cầu thông qua trò chơi hái quả hãy cùng thi đua xem ai sẽ là người trả lời chính xác và hái được những quả chín đầu tiên nhé các con quan sát và thấy cô có một cây cam gồm có 7 quả. Nhiệm vụ của chúng ta là trả lời đúng các yêu cầu và giải quyết tốt các bài tập để hái được 4 trong số 7 quả cam trên. Sau trò chơi này, nếu các con chiến thắng, các con sẽ nhận được một phần thưởng rất hấp dẫn. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá nhé! Ở quả kem thứ nhất có yêu cầu như sau. Bài 1 Năm nay em 5 tuổi. Tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi? Bài toán cho chúng ta biết. Năm nay em 5 tuổi. Và số tuổi của chị gấp 2 lần số tuổi của em. Bài yêu cầu chúng ta tính số tuổi của chị hiện nay. Như vậy, chúng ta đã có đầy đủ dữ kiện của bài toán. Vận dụng ghi nhớ về cách gấp một số lên nhiều lần, các con hãy giải bài tập trên dưới dạng một bài giải hoàn chỉnh, bao gồm lời giải, phép tính và đáp số dựa vào tóm tắt sau. Cô có tóm tắt em 5 tuổi. Cô biểu thị tuổi em là một đoạn thẳng tương ứng với 5 tuổi. Tuổi chị gấp 2 lần tuổi em nên cô biểu thị là hai phần như vậy. Lưu ý, giá trị mỗi phần ở đây bằng nhau. Bài tập yêu cầu tính tuổi của chị. Chúng ta có 3 chấm tuổi chấm hỏi. Các con có 30 giây để suy nghĩ và giải bài tập trên. thời gian đã hết rồi. Bây giờ các con hãy cùng quan sát bài giải của cô như sau. Bài giải Số tuổi của chị năm nay là 5 x 2 bằng 10 tuổi Đáp số 10 tuổi Các con lưu ý số tuổi của mỗi người sẽ thay đổi theo từng thời điểm Nên khi đặt lời giải ở bài toán này các con phải ghi thời điểm tương ứng mà chúng ta cần tìm số tuổi. Ở đây, chúng ta đang tìm số tuổi của chị năm nay nên lời giải cần đủ dữ liệu là thời điểm. Chính xác như cô nêu trên. Vậy là cô và các con đã hái được quả cam thứ nhất. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau sang quả cam thứ hai xem yêu cầu của nó là gì nhé. Quả cam thứ hai có yêu cầu như sau. Bài 2. Con hái được 7 quả ổi. Bố hái được gấp 5 lần số ổi của con. Hỏi bố hái được bao nhiêu quả ổi? Bài toán yêu cầu tính số ổi mà bố hái được khi biết con hái được 7 quả ổi. Số ổi bố hái được gấp 5 lần số ổi của con. Tương tự như bài tập 1 ở trên, các con hãy tự tóm tắt và suy nghĩ để giải bài toán này trong vòng 45 giây. Thời gian của các con bắt đầu. con đã tìm ra cách giải của bài toán này chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đối chiếu bắt đầu từ phần tóm tắt. Con hái 7 quả, cô biểu thị là một phần. Bố hái được gấp 5 lần số ổi của con, cô biểu thị bằng 5 phần như thế. 3 chấm quả chấm hỏi. Cùng theo dõi bài giải. số quả ổi bố hái được là 7 x 5 bằng 35 quả. Đáp số 35 quả ổi. Chúng ta vừa hái được hai quả cam đầu tiên rất dễ dàng đúng không nào? Để xem các quả cam còn lại có gì khác hay không, chúng ta cùng qua bài tập tiếp theo nội dung của quả cam thứ ba như sau. Bài 3. Ngăn trên có 45 quyển sách. Số sách ở ngăn dưới gấp 2 lần số sách ngăn trên. Hỏi, cả hai ngăn có tất cả bao nhiêu quyển sách? Bài toán này cho chúng ta biết gì? À, đó là ngăn trên có 45 quyển sách. Số sách ở ngăn dưới gấp 2 lần số sách ngăn trên. Bài toán yêu cầu chúng ta tính số quyển sách ở cả hai ngăn. Bài toán từ các dữ liệu ở trên, chúng ta có tóm tắt sau: ngăn trên 45 quyển sách, cô biểu thị bằng 1 phần tương ứng. Ngăn dưới, gấp 2 lần số sách ngăn trên, cô biểu thị bằng 2 phần tương ứng. 3 chấm quyển sách chấm hỏi. Các con lưu ý, muốn biết cả hai ngăn có tất cả bao nhiêu quyển sách. Ở đây, Chúng ta cần phải tìm được số quyển sách ở ngăn dưới. Từ kiến thức về gấp một số lên nhiều lần, các con hãy tìm cách tìm được số quyển sách của ngăn dưới trước khi tìm được số quyển sách của cả hai ngăn. Chúng ta cùng giải bài tập này trong vòng 1 phút. gian đã kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem đáp án của cô có cùng với đáp án của các con không nhé. Cô có bài giải như sau. Số quyển sách ngăn dưới có là 45 x 2 bằng 90 quyển sách. Số quyển sách cả hai ngăn có tất cả là 45 cộng 90 bằng 135 quyển sách. Đáp số 135 quyển sách. Chúng ta thấy bài toán này tuy khác với hai bài toán ở trên nhưng cô tin rằng dựa vào các kiến thức đã học, đa số các con đều giải đúng bài tập trên. Đây là bài toán giải bằng hai phép tính. Chúng ta đã vận dụng kiến thức gấp một số lên nhiều lần để tìm được số sách ở ngăn dưới sau khi tìm được số sách ở ngăn dưới chúng ta tiếp tục sử dụng dữ liệu đó để tính được số sách ở cả hai ngăn chỉ còn một trái cam cuối cùng nữa thôi là chúng ta đã hoàn thành yêu cầu của trò chơi hái quả này rồi cô mời các con cùng theo dõi và hái quả cam cuối cùng để xem ai sẽ là người về đích đầu tiên. Bài 4. Nhìn hình đoán số. Ở bài tập này, các con quan sát thật kỹ những dữ liệu đã biết, sau đó tính và nêu kết quả vào vị trí thích hợp. Ở yêu cầu A, cô có trên màn hình. Hãy tính và nêu kết quả để chúng ta được kết quả nằm sau chiếc bánh kem và trái banh này. Ở đây ta có 5 gấp 6 lần. Vậy chúng ta thực hiện phép tính gì? Phép tính nhân đúng không các con? Chúng ta sẽ lấy 5 x 6 bằng 30. Cùng kiểm tra kết quả xem có chính xác không nhé. À đúng rồi. Và tiếp theo, 30 thêm 6, thêm 6, ta sẽ thực hiện phép tính cộng. Lấy 30 cộng 6 bằng 36. Tương tự như cách làm ở câu A, cô có câu B. Các con cùng suy nghĩ và đoán xem số ẩn sau cây nấm và quả táo này là gì trong vòng 20 giây. hết giờ rồi. Cùng đối chiếu kết quả với cô. 3 gấp 5 lần. Ta lấy 3 x 5 bằng 15. 15 thêm 4. Ta lấy 15 cộng 4 bằng 19. Chúng ta cùng tiếp tục với câu C. Các con cũng có 20 giây để thực hiện, nhưng ở đây lưu ý dữ liệu mà đề bài đã cho gấp 3 lần và bớt 2 thời gian để các con thực hiện bắt đầu Thời gian đã hết rồi, hãy cùng xem kết quả. 5 gấp 3 lần. Ta lấy 5 x 3 bằng 15. 15 bớt 2. Ở đây khác với dữ liệu ở trên, đề bài yêu cầu chúng ta bớt 2. Vậy chúng ta thực hiện phép tính trừ. Lấy 15 trừ 2 bằng 13 vậy là các con đã nhanh chóng hái được bốn quả cam và đây chính là phần thưởng mà cô đã hứa như lúc đầu dành cho chúng ta một món quà các con hãy cùng xem món quà đó là gì nhé bây giờ các con hãy cùng theo chân cô mở món quà này ra để xem bên trong chứa đựng điều bí ẩn gì À, phần thưởng của các con là đoạn phim ngắn sau đây Mời các con cùng xem Và cũng chú ý nội dung của nó là gì nhé 20, 21, 22 Ôi, tí nhảy giỏi thế nhỉ Chuyện tí là con trai mà lại 29, 30, 31 1, 2 À, tí chết rồi và làm thay tớ Ơ, à, tí không nhảy dây đi đâu vậy Mình ra bể uống nước Khát nước quá. Không được, không được uống nước lá. Uống nước lá là đau bụng đấy. Tí vào trong nhà mình rót nước sôi để nguội cho mà uống này. Tí đỡ khát hơn chưa? Mình đỡ khát hơn rồi. Tí nhớ lời mình nói chưa đấy. Đi nói gì vậy nhỉ? Ơ, à, sao Tí lại quên nhanh vậy được? Tí không nhớ mình vừa nói, Tí không được uống nước lá. À, À, mình nhớ rồi. Từ sau mình sẽ không uống nước lá nữa đâu, vì trong nước lá có nhiều vi khuẩn, uống vào sẽ bị đau bụng. Ừ, Tí nhớ thế là tốt rồi. Mình ra ngoài chơi nhảy dây tiếp đi. trời đến chúng em nô đùa rất vui đuổi bạn kéo có tìm bạn trốn em lại đi tìm nhưng em khát nước biết tìm ở đâu nước lá thì nhiều nhưng làm bụng đau em nhớ lời mẹ dặn em nước đun rồi uống mới nên đừng bao giờ uống nước lá để bụng thằng đau và người không bệnh phía sau đôi ba có máu tim bạn trốn em lại đi tìm nhưng em khát nước biết tìm ở đâu nước la thì nhiều nhưng làm bụng đau em nhớ lời mẹ dặn em nước đun rồi uống mới nên đừng bao giờ uống nước lá để thằng đau và người không bệnh vì sao Bao giờ uống nước lá bấm đau và người không bệnh sau chúng ta vừa được xem một đoạn phim ngắn chúng ta thấy hai bạn nhỏ ở trong đoạn phim sau khi tập thể dục và chơi những trò chơi các bạn đã chọn cho mình cách là uống nước đun sôi và ăn những thức ăn đã được nấu chín để bảo vệ cho đường tiêu hóa và sức khỏe của mình. Các con cũng hãy học tập giống như bạn để có sức khỏe thật tốt các con nhé. Vậy là chúng ta cũng đã được ôn tập về nội dung thứ nhất trong chương trình ôn tập ngày hôm nay, gấp một số lên nhiều lần. Bây giờ cô và các con cùng sang nội dung ôn tập thứ hai giảm đi một số lần cô có ví dụ hàng trên có sáu con gà số gà hàng trên giảm đi ba lần thì được số gà hàng dưới tìm số gà hàng dưới chúng ta cùng quan sát hình minh họa có số gà hàng trên là sáu con số gà hàng trên giảm đi 3 lần thì được số gà hàng dưới. Như vậy, ta chia số gà hàng trên làm 3 phần bằng nhau. Khi này, số gà hàng dưới là một phần. Vậy, một phần này là bao nhiêu con? Và cách tính ra sao? Chúng ta cùng quan sát sơ đồ. Hàng trên, 6 con gà cô biểu thị bằng một đoạn thẳng được chia làm 3 phần bằng nhau. Số gà hàng dưới được biểu thị bằng một phần tương ứng với một phần đã được chia ở số gà hàng trên. Từ sơ đồ và hình minh họa, chúng ta có phép tính để tìm số gà hàng dưới như sau. Số con gà hàng dưới là 6 chia 3 bằng 2 con. 6. Ở đây là số con gà của hàng trên. 3. Là số lần con gà hàng trên giảm đi để được số con gà của hàng dưới. Đối chiếu với mình hình minh họa ở trên, ta thấy hàng dưới có hai con gà là chính xác. Từ đây ta thấy số con gà ở hàng trên giảm 3 lần thì được số con gà ở hàng dưới. Từ ví dụ trên ta thấy muốn giảm một số đi nhiều lần ta chia số đó cho số lần. Các con hãy nhẩm lại ghi nhớ lên trên để chúng ta vận dụng tốt vào thực hành chúng ta vừa ôn lại nội dung về giảm đi một số lần để xem các con có nhớ và vận dụng tốt kiến thức vào thực hành giải toán hay không chúng ta cùng nhau giải quyết các bài tập tiếp theo thông qua trò chơi bồ câu đưa thư các con cùng theo dõi nhé nhiệm vụ của bồ câu là sẽ đem những lá thư đến với đúng địa chỉ của mình. Các con cùng theo chân bồ câu để khám phá lá thư thứ nhất. Yêu cầu Bài 1 Viết theo mẫu Các số đã cho lần lượt là 12, 48, 36 và 24 Chúng ta sẽ cùng đi tìm kết quả của số đã cho. Sau khi giảm 4 lần và giảm 6 lần, cùng quan sát bài mẫu. Số đã cho 12. Giảm 4 lần, ta lấy 12 chia 4 bằng 3. Giảm 6 lần, ta lấy 12 chia 6 bằng 2. Khi điền kết quả các con lưu ý, đánh mắt thẳng hàng, thẳng cột để có kết quả chính xác. Cùng giải quyết các yêu cầu còn lại trong vòng 1 phút. gian đã hết rồi. Chúng ta hãy so sánh kết quả của mình, xem có giống với cô không nhé. Số đã cho là 48, giảm 4 lần. Ta có 48 chia 4 bằng 12, giảm 6 lần. 48 chia 6 bằng 8. Số đã cho 36, giảm 4 lần. 36 chia 4 bằng 9. Giảm 6 lần. 36 chia 6 bằng 6. Số đã cho 24. Giảm 4 lần. 24 chia 4 bằng 6. Giảm 6 lần. 24 chia 6 bằng 4. Chúng ta đã gửi được lá thư thứ nhất đúng địa chỉ rồi đó các con. Bây giờ Bồ câu sẽ tiếp tục công việc của mình là chuyển lá thư thứ hai. Chúng ta cùng giúp bồ câu một tay nhé. Bài 2. Mẹ có 40 quả trứng. Sau khi đem bán thì số trứng giảm đi 4 lần. Hỏi mẹ còn lại bao nhiêu quả trứng? Bài toán cho chúng ta biết mẹ có 40 quả trứng. Sau khi đem bán thì số trứng giảm đi 4 lần và bài toán yêu cầu chúng ta tìm số quả trứng mẹ còn lại. Từ các yêu cầu trên, cô có tóm tắt sau. Mẹ có 40 quả trứng cô biểu thị số trứng của mẹ có là một đoạn thẳng gồm bốn phần bằng nhau còn lại cô biểu thị bằng một phần tương ứng với một phần trong số bốn phần số quả trứng của mẹ có dựa vào tóm tắt các con hãy suy nghĩ nhanh và cùng giải bài toán này Với yêu cầu này, chúng ta cùng theo dõi bài giải sau. Số quả trứng còn lại là 40 chia 4 bằng 10 quả. Đáp số 10 quả trứng. Bộ câu đã nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thứ hai dưới sự giúp sức của các con. Chúng ta cùng theo dấu bồ câu để chuyển lá thư thứ ba. Yêu cầu như sau: Chọn câu trả lời đúng nhất trong các ý sau. 10 cm giảm đi 2 lần thì được kết quả là A. 8 cm B 5 cm C 20 cm Các con có 10 giây để chọn đáp án đúng Hết giờ rồi Cùng xem đáp án của câu trên là gì nhé. Đáp án ở đây là ý B, 5 cm. Vậy ta thấy 10 cm giảm đi 2 lần, ta lấy 10 chia cho 2 bằng 5 cm. Cùng qua yêu cầu tiếp theo. Muốn giảm một số D một số đơn vị. Ta làm như thế nào? A. Lấy số đó chia cho số đơn vị cần giảm. B. Lấy số đó cộng với số đơn vị cần giảm. C. Lấy số đó trừ đi số đơn vị cần giảm. Các con đọc thật kỹ yêu cầu của bài và chọn đáp án trong vòng 10 giây. thời gian đã hết rồi. Bây giờ, cô mời các con cùng đối chiếu đáp án với chúng ta. Đáp án ở đây là ý C. Lấy số đó trừ đi số đơn vị cần giảm. Các con quan sát lại yêu cầu của bài. Muốn giảm một số, đi một số đơn vị. Ở đây không phải yêu cầu giảm đi một số lần mà là giảm đi một số đơn vị nên chúng ta sẽ lấy số đó trừ đi số đơn vị cần giảm cùng theo dõi yêu cầu tiếp theo có nội dung là gì muốn gấp một số lên nhiều lần ta làm như thế nào a nhân số đó với số lần b chia số đó cho số lần C trừ số đó với số đơn vị. Các con cũng có 10 giây để thực hiện yêu cầu trên. Thời gian đã hết. Các con cùng xem kết quả. Đáp án ở đây là ý A, nhân số đó với số lần. Yêu cầu cuối cùng của phong thư thứ ba là gì? Các con cùng theo dõi. Điền vào chỗ còn thiếu trong câu sau. Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó ba chấm cho ba chấm. A nhân số lần B chia số lần C cộng số lần Các con hãy đọc kỹ yêu cầu và chọn dữ liệu thích hợp. Thời gian 10 giây. thời gian đã hết rồi và đáp án ở câu này chính là ý B. Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta lấy số đó chia cho số lần. Vậy là chúng ta đã hoàn thành yêu cầu để giao được lá thư thứ ba. Chỉ còn lá thư cuối cùng nữa thôi. Chúng ta hãy cùng khám phá xem nội dung của lá thư thứ tư là gì nhé. Bạn có biết khi xúc họng mà phát ra âm thanh thế này thì đó chỉ là xúc miệng mà thôi Đây mới thực sự là âm thanh của xúc họng Vậy làm thế nào để xúc họng đúng cách Rất đơn giản Bước 1 Rót khoảng 30ml thuốc xúc họng vào cốc Dùng một phần thuốc xúc họng để xúc đều khoang miệng rồi nhổ ra Bước 2 Tiếp tục dùng phần còn lại Ngã đầu về phía sau ở góc 45 độ Để thuốc xúc họng chạm đến phần cổ họng Bước 3, thở qua dung dịch này, hay còn gọi là khò, và khò liên tục trong 30 giây, sau đó nhổ ra. Bạn thấy đó, không quá khó phải không? Bạn có thể tự hỏi tại sao phải dùng thuốc xúc họng khi bị viêm họng, mặc dù mẹ và bà của bạn đã dạy, Nước muối thôi là đủ. Hầu hết nguyên nhân gây viêm họng là do virus và liên cầu khuẩn gây ra. Vậy làm thế nào để điều trị sớm triệu chứng viêm họng? Bằng cách xúc họng với thuốc xúc họng có chứa Povidone Iodine để hiệu quả diệt virus và liên cầu khuẩn ngay khi xuất hiện triệu chứng viêm họng. Nào, cùng rót thuốc xúc họng có bovidon iodin vào cốc ngã đầu ra phía sau và bắt đầu xúc họng bạn thấy đó rất đơn giản phải không hãy cùng chia sẻ nội dung này đến bạn bè và người thân đặc biệt là mẹ và bà của bạn chúc bạn xúc họng thành công và cảm ơn vì đã xem thông tin này vậy là lá thư thứ tư đã được chúng ta mở ra đó không phải là yêu cầu giải một bài tập mà chính là thông điệp mà cô muốn gửi đến các con cách xúc miệng họng một cách chính xác đây cũng là bước chặn cuối cùng để các con có thể bảo vệ cổ họng của mình ngăn chặn virus xâm nhập các con hãy thực hiện hàng ngày và nhắc nhở gia đình mình cùng thực hiện để có sức khỏe thật tốt nhé vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn lại kiến thức về gấp một số lên nhiều lần và giảm đi một số lần vận dụng kiến thức để giải quyết được một số bài tập liên quan cô hy vọng các con sẽ ghi nhớ thật kỹ lại kiến thức để hoàn thành tốt các bài tập mà cô giáo cho các con trong thời gian nghỉ này tiết ôn tập của cô đến đây là kết thúc rồi cô chào tất cả các con